Đức mẹ sau khi đời Đức mẹ tăng lên, rất là nhiều người về thương về đây. Em xin nhắc lại là thánh lễ dành cho công giáo thôi nhé, các chị vừa đạo Phật á, nhưng mà em đã nói rồi là dành cho công giáo thôi nha. Đây là khu làm thánh lễ. Cây cối rất là mát. Thank you.
mẹ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương con tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Lạy Chúa, trong ngày lễ kinh tế